Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với một vlog nữa của hai bọn mình. Hôm nay thì bọn mình sẽ lại cùng nhau làm thêm một vlog nữa với chủ đề là một ngày sẽ dùng toàn đồ Nhật, tất cả sẽ liên quan đến đồ Nhật. Thực ra là nó cũng có một lý do đấy, cũng có một câu chuyện đấy. Bọn mình thực ra là vẫn luôn rất là ưu tiên và rất là ủng hộ hàng Việt ấy. Nhưng mà đúng là không phải tự nhiên mà hàng Nhật lại luôn được lòng người Việt như thế. Thì mình cũng là một đứa mà rất là mê hàng Nhật ấy. Bọn mình định là hôm nay sẽ đi shopping một chút, đến ngay Uniqlo là một shop thời gian của Nhật đúng không? Đi shopping về thì tối đi ăn, mấy bà ăn đến gì thì lại chọn là ăn sushi ở một cửa hàng đồ Nhật mà bọn mình rất là thích. Thế là anh cô lại bảo là uầy, hôm nay sang chảnh đấy, đi mua quần áo đồ Nhật xong rồi lại ăn đồ Nhật nữa. Tự nhiên nảy luôn ra một ý định là sẽ lại làm luôn một vlog lại cho mọi người xem. Đây là bây giờ bọn mình đang chuẩn bị đi ra ngoài này. Hôm nay là chắc là bọn mình sẽ ở ngoài nguyên ngày luôn đấy. Điểm đến đầu tiên sẽ là đi shopping này. Ui, anh ấy nhìn em xinh không này? Nhiều vô diện đi. Một ngày dùng toàn đồ Nhật mà, cho nên là tất nhiên là kem chống nắng cũng phải là của Nhật rồi. Thực ra đây là một loại tinh chất chống nắng tên là Aller de France Essence của D Program. Nó có màu trắng sữa như là mình thoa trên mặt này này, và không mùi, siêu mỏng nhẹ. Mà cái mình thích nhất là nó chống được bụi mịn. Mình đã từng chia sẻ với mọi người một lần về bụi mịn rồi đúng không? Thì nó là những cái hạt ô nhiễm mà rất nhỏ ấy, mà nó ở khắp nơi trong không khí luôn. Khoảng thời gian giao mùa thì lúc nào cũng sẽ rất là nhạy cảm ấy. Bây giờ thì đang giao giữa mùa hè với mùa thu, độ ẩm này rồi nhiệt độ này nó cũng sẽ thay đổi liên tục ấy, khiến cho cái cấu trúc da nó bị phá vỡ ấy, và làm tăng cái khả năng kích ứng với những tác nhân ví dụ như là bụi mịn này, khói bụi ô nhiễm này, rồi nắng gắt. Lúc mà mình đặt mua cái kem chống nắng này này, mình thấy có một cái dòng chữ là ấy, 100% người dùng khi mà sử dụng cái loại kem chống nắng này thì sẽ giới thiệu cho những người khác. Mình bảo ô thật không, mà sử dụng rồi thì mình mới hiểu là tại sao ấy. Thực sự đây là một cái loại kem chống nắng mà rất đáng để thử, rất đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy. Mình thấy kiểm dầu cực kỳ tốt luôn ấy. Mình còn hay sử dụng cái này thay cho cái lớp lót trang điểm ấy, mà gần như là từ sáng cho đến chiều mình không phải dặm lại luôn. Và khổ anh không thay quần áo đi hả? Chờ em chứ, trong hai nốt nhạc nữa là em xong. Em thật luôn, anh thay quần áo đi. Để nói thêm một chút về cái kem chống nắng này thì sao nhỉ? Công dụng của nó sẽ gồm 3 bước ấy. Đầu tiên là nó sẽ tạo một lớp rào chắn này để bảo vệ da chúng ta ấy. Thứ hai là nó sẽ cô lập bụi mịn. Bước thứ ba sẽ chuyển hóa bụi mịn thành những cái chất trung tính ấy, nó sẽ không gây hại cho da ấy. Một cái điểm thích nữa là những cái sản phẩm của D-Program này thì đều là những cái sản phẩm rất là lành tính ấy. Mình thấy con bảo là cái kem chống nắng này có thể sử dụng được cho cả em bé nữa. Tuy nhiên thì mình nghĩ là da của trẻ con ấy, đặc biệt là em bé thì rất là nhạy cảm, cho nên là nếu mà các mẹ muốn sử dụng kem chống nắng thì nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước. Xong rồi. Em làm gì đấy? Anh đập Doraemon. Anh lại phải đúng tính chất của video đấy à? Ừ, tất cả kết hợp thêm việc giết thời gian trong lúc chờ đợi em chuẩn bị. Công đoạn chuẩn bị đã xong. Bây giờ thì để bắt đầu video này, mình sẽ hát bài hát Doraemon. Giờ mình không nhớ hát đúng lời đâu. Mong các bạn thông cảm. Bọn mình ở trong Vincom học học thành. Giờ thì vào đồ Nhật ở trong này thì mình thấy là khá là dễ mặc và nó nhiều nữa, cho nên là dễ chọn được một cái đồ phù hợp ấy. Chiếc cầu thang để chúng ta sống ảo. Em mặc Mickey, em mặc Minnie à? Ừ. Có một điều rất là buồn cười khi mà bọn mình mua áo phông ấy, anh Quân luôn lấy size nhỏ hơn mình. Anh Quân thì lấy size M, còn mình thì sẽ lấy size L. Tại vì mình thích mặc form rộng ấy, còn anh Quân thì lại thích mặc body. Hay không? Wow, cái Quân mặc ở nhà này rất thoải mái cực ấy. Lấy cái màu tím này đi, xinh xắn. Màu này cũng đẹp này, màu này dễ mặc này.
Xong, bây giờ đến tiết mục thử đồ. Bây giờ thì đi ăn cái gì đấy thôi, đói quá rồi. Đây, đến rồi, tối nay thì bọn mình sẽ ăn ở nhà hàng Nhật này. Nhìn ở bên ngoài trông đã rất là nhần nhật rồi. Tối nay thì trời mưa quá các bạn ạ, dạo này Hà Nội mưa gió quá. Cái đường đi vào nó rất là nhỏ, như kiểu chui vào trong hầm ấy. Bọn mình sẽ ngồi đây. Ê, ngồi kia cũng đẹp. Chiều muốn ngồi ở đây bọn hay là ngồi kia không ạ? Quán đồ Nhật ở này cả mình và anh Quân đều thích. Quán này là Samagi Robata Yaki. Thực ra là mình với anh Quân ấy ăn lần đầu tiên là ăn trong Sài Gòn cơ. Được bạn của anh Quân dẫn đến đấy ăn ấy. Sau đấy thấy hợp, cái là không thích không gian quán nữa ấy. Cái này là bò wagyu. Có món này rất ngon này mọi người. Mình với anh Quân rất thích món này luôn. Đây là răng mực sốt bơ. Rượu mơ ở đây chính là rượu mơ chaya của Nhật đấy mọi người. Đây rất là dễ uống. Con gái uống rất là dễ bởi vì nó nhiều chất ngọt đấy. Ra là ăn đến rồi no, không bị kiểu đầy bụng thì khó chịu. Có cái phô mai bơ này nó hơi ngấy, có chảo, chảo này ăn hơi ngấy, nên là nó no. Mình đã dùng mỹ phẩm Nhật rồi, đi mua đồ Nhật, quần áo Nhật, xong rồi mình đi ăn đồ Nhật. Còn cái gì nữa nhỉ? Xem phim Nhật. Xem phim Nhật luôn. Xem phim Nhật luôn, cả hoạt hình cả người đọc hơi hay luôn. Cả người đọc. Phim Nhật nó hơi bị nổi tiếng đấy, chẳng qua là mình gai 35 nhăng thôi. Nhật là điện ảnh đã hơi phát triển đấy. Ngày xưa Việt Nam chiếu rất nhiều phim Nhật luôn. Cái gì mà tiếp viên hàng không này, rồi người giúp việc này, rồi Cố lên Chiaki. Đúng rồi, anh còn nhớ bộ phim đấy. Cố lên Chiaki là các bạn nào mà phải thời những 8X với cả 9X đời đầu như mọi người thì là mới biết được đến bộ phim Chiaki. Nhưng thực ra bây giờ em nghe nhớ cái tên phim thôi chứ em không quên mất nội dung rồi. Chả ai nhớ được. Rồi, chúng mình sẽ về nhà cùng xem bộ phim Nhật sắc. Ok, ok. Lành mạnh. Về thôi. Thế đùa. Con bé thì có một cái sở thích mỗi ngày, đấy là chọc tức Chu Chu nhỏ. Cứ chọc tức cho Sô Chu phát điên lên ấy. Bình thường mà không có ha ha thì là Sô Chu sẽ chiến đấu với con bếp. Ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau lựa chọn một bộ phim Nhật để cùng ngồi xem. Dành thời gian một buổi tối ở bên nhau. Wow. Bây giờ ấy, thời tiết ở Hà Nội ấy, thực ra là vẫn chưa mùa thu hẳn đâu. Thế nhưng mà thời tiết bây giờ buổi tối ấy, rất là mát ấy. Nên là ấy, mình thích nhất cảm giác là được ở nhà, xong rồi là tắt hết đèn đi, sau đấy thì ở trong rạp chiếu phim mini của mình thắp một ngọn nến thơm lên. Wow, nằm xem phim rất là tuyệt vời. Mà có thêm cái gì nhem nhem thì càng thích. Cái phim đến khi nào buồn ngủ quá nên là ngủ đi luôn. Phim thì vẫn bật mà hai đứa đã... Mình đang tìm ở trên Netflix. Ở đây có khá là nhiều phim Nhật. Và đây phim vô diện ấy hả? Ừ, phim có vô diện. Yến nhìn phát là nhận ra cái hình ảnh này quen quen luôn. Em lại tưởng anh bảo nhìn giống em. Thực ra anh nghĩ thế trong đầu đấy. Spirited Away, bộ phim rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Phim này thì khá là lâu rồi, từ năm 2001. Đây là anime đầu tiên được giải Oscar.
cho phim hoạt hình hay nhất. Nghĩa là vừa được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà doanh thu của nó cũng rất là cao, gần 300 triệu đô la Mỹ. Và đây là một bộ phim được đánh giá là phim kinh điển trong các tác phẩm hoạt hình của Nhật Bản. Mình rất là để ý đến cái điểm số ở trên trang IMDb ấy, khi mà lựa chọn phim ấy, thì đây là phim hoạt hình mà đến tận giờ phút này, nghĩa là 20 năm sau khi ra rạp, nó vẫn là cái phim hoạt hình được đánh giá chấm điểm cao nhất. Tóm lại là nghe danh bộ phim này đã rất lâu rồi, đây là bộ phim rất là nổi tiếng nhưng mà mình chưa có dịp nào để xem. Ngày hôm nay chính là một dịp đấy. Anh tìm xem một phim nào hay nữa nhá. Ừ, lướt lướt xem nhiều lướt. Mà em thấy nhiều phết. Nhiều. Trong lúc anh Quân tìm phim thì mình tranh thủ khoe da luôn. Mọi người thấy da mình dạo này khỏe không? Một ngày toàn đồ Nhật thì buổi tối cũng không thể nào mà thiếu được skin care của Nhật đúng không? Từ cái đợt trước ấy, kiểu đi du lịch phơi nắng nhiều ấy, da của mình ấy nó cứ sạm đi. Cho nên là đợt này thì mình hay dùng những cái sản phẩm mà nó thiên về làm trắng hơn ấy. Cái thần thời điểm này này thì cũng rất là hợp lý để mọi người dưỡng trắng da ấy. Mình đang dùng cái này hay lắm. Cái này ấy, nó không hẳn là kem dưỡng đâu. Nó là một cái tinh chất trị thâm nám với cả làm sáng da ấy. Nó là ở dạng jelly ấy, thích lắm, như là một miếng thạch ấy. Này, đó, mọi người thấy không? Khi mình thoa lên da ấy, nó trong suốt luôn ấy. Nó có cái thành phần lô hội ấy, cũng sẽ làm dịu da và sẽ hợp với những cái làn da nhạy cảm như da mình này. Cái này thì mình hay dùng vào buổi tối ấy. Nó giống như là một lớp mặt nạ ngủ dưỡng sáng da vào ban đêm ấy. Cái này là gì nhỉ? Whitening Clear Jelly Essence của E-Program, ở một cái hãng mỹ phẩm của Nhật. Đấy là rất là hợp với da mình ấy, tại vì toàn là những cái sản phẩm mà nó dành cho da nhạy cảm ấy. Ở đây, anh, phim đấy được đấy. Yến là người chọn phim dựa trên poster. Nên là poster phim nào càng rực rỡ, càng bắt mắt thì phim này hay. Thế bây giờ nhá, anh chọn phim đúng không? Thì bây giờ anh phải nhìn poster trước thì anh mới muốn kích vào hay không đúng không? Kích vào thì anh mới đọc những cái bộ giới thiệu rồi xem trailer chứ. Ừ, thì anh có bảo là cách lựa chọn này sai đâu. Mỗi người một cách lựa chọn mà. Đấy mọi người thấy không? Da mình dạo này mình chăm dưỡng ấy, da mặt mình sáng hơn da mặt anh Quân rồi. Hồi xưa nhá, ai cũng bảo là sao mà anh Quân anh trắng thế, da mình không trắng bằng ấy. Thực ra là với những cái làn da của các bạn mà nhạy cảm như da mình ấy, thì mình rất là khuyên các bạn là nên dùng những cái bộ sản phẩm mà nó cùng một dòng ấy. Khi mà mình hợp cái sản phẩm nào rồi thì mình nên sử dụng cả bộ, thì để tránh là khi mà kết hợp nhiều những cái sản phẩm khác nhau ấy, thì nó sẽ dễ bị gây dị ứng ấy. Cái kem dưỡng này này, nó sẽ làm thúc đẩy cái chu kỳ tái tạo biểu bì ấy, và nó sẽ làm bong những cái lớp biểu bì mà có nhiều cái sắc tố melanin trên da mặt chúng ta ấy. Khi mà thoa vào lớp trên da ấy thì nó sẽ mát lắm luôn ấy, và nó là ở dạng gel cho nên là nó sẽ rất là mỏng nhẹ ấy. Cả cuối cùng thì đấy, mình sẽ dùng cái sữa dưỡng này là bước cuối cùng. Da mình bây giờ khỏe lên rất nhiều rồi đấy. Nó không làm trắng kiểu tẩy da đâu, mà là nó làm sáng lên từ từ ấy mọi người. Chỉ cần đều màu thôi, trông nó đã có sức sống hơn hẳn rồi. Em có một cái thâm ở đây mãi chưa hết này. Đấy, da em giờ trắng hơn da anh rồi đấy. Công nhận, da em giờ trông kiểu bóng khỏe, hồng hào. Em nghĩ là xem phim hoạt hình đi anh. Ừ anh ơi, phim này được mà, vô diện mà. Anh mà đi. Rồi, chào mừng đã đến với dạp chiếu phim mini tại gia. Mình đã kết thúc 2 tiếng xem phim. Quả thật đúng là bộ phim đúng với cả kỳ vọng, xứng đáng với cả điểm số rất là cao mà nó nhận được. Mình rất ấn tượng với bộ phim vì các cái nhân vật ở trong phim ấy, mỗi người một tính cách mà đều rất là đặc trưng đúng không? Đúng rồi. Và bộ phim này thích cái nữa ấy là mặc dù là mình xem ở nhà thôi ấy, mà hình ảnh xem rất là thích rồi. Mà đúng là nhập bây giờ kiểu 20 năm trước rồi đấy nhá. Hình ảnh đẹp. Quá đẹp. Như kiểu mình đang xem một bức tranh ấy, mình thích lắm. Rồi mình cũng sẽ không nói quá nhiều bộ phim này để không spoil các bạn. Bọn mình cũng đã kết thúc vlog ngày hôm nay với một ngày mà cũng ngẫu nhiên thôi. Tự nhiên lại có ý tưởng là làm một ngày toàn đồ Nhật, tất cả mọi thứ liên quan đến đồ Nhật. Và mọi người muốn bọn mình làm thêm một video tiếp theo với chủ đề thế nào thì mọi người nhớ comment để gợi ý cho bọn mình nhá. Còn bây giờ bọn mình sẽ đi ngủ đây. Mình ngủ quá rồi. Bye bye. Bye bye. Ngủ sớm cho xinh, cho da sáng.